Kính thưa vị, ca sĩ Axl Rose ra mắt lần đầu tiên với nhóm nhạc ACDC, tên từ Lisbon, Portugal. Ca sĩ chính của nhóm nhạc Guns N' Roses là Axl đã ra mắt nhóm nhạc ACDC tại buổi văn nghệ ở Lisbon vào thứ Bảy vừa qua, thay thế cho ca sĩ chính là Brian Johnson trong chuyến lưu diễn thế giới của nhóm nhạc rock người Úc kỳ cựu này. ACDC, nổi tiếng với ca khúc như Highway to Hell và Back in Black, đã phải dời lại ngày diễn ở Hoa Kỳ trong chuyến lưu diễn Rock a Bus vào tháng 3, sau khi Johnson, 68 tuổi, được tư vấn bởi bác sĩ phải ngừng lưu diễn hay có nguy cơ bị điếc hoàn toàn. Rose sẽ được công bố là người thay thế một tháng sau đó. Johnson, người dẫn đầu nhóm nhạc ACDC kể từ cái chết của ca sĩ chính là Bon Scott năm 1980, nói rằng ông rất buồn phải từ bỏ chuyến lưu diễn, nhưng thề rằng ông sẽ không nghỉ hưu. Người hâm mộ từ khắp nơi ở Âu Châu đã đi đến Lisbon để xem các buổi văn nghệ và khen ngợi phần trình diễn của Rose, nói anh thật sự tuyệt vời ở vị trí của Brian Johnson. Chương trình văn nghệ tại Portugal này sẽ được tiếp theo bởi những buổi trình diễn khác trên khắp Âu Châu, theo thông tin từ danh sách công bố bởi một đại diện của ban nhạc.